Ông cứ cho. Ông chủ nhiệm ủy ban mình to các chấm đặc ในเตวิธีสำนักการต่อตอนนี้ประกอบกิจการจุนเตอร์กรมสามิตรวิการเพียกระไดลงหนุนชี้นำไปมีโอกาสมันต่อการตั้งสมรู้ในดาวจะปูจะสะใส่ Thank you Mr. President Good afternoon Your Honor สมอคุณลูกเทียนจำเป็นสุดโลกลูกสไลจักรม Mr. Witness I would like to ask you some more questions สะใส่ขึ้นสมสุดสมรู้ลูกมุ่งจำนวนเทียนนอร์เซียนนี่Let me first get back to Chanta one more time. Clarification question. Yesterday you said that a woman told everyone in the mobile unit that Chanta was being transferred to study tailoring or sewing. In Phnom Penh. Rien cắt đế nấu Phnom Penh trầm trâu thế. Trầm trâu. What was it? Chanta herself who said that or was it another woman who said that? Chanta khluon ai chi nẹ ni dây rương ni rư ko nẹ đợt tê chi nẹ ni dây rương ni. เนี่ยดอตีนึ่งถึงออกนี่เยี่ยจันทราคนเยี่ยได้ And do you recall how many days I looked on the coin to tha before you saw her killing រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែរដែលចន្ទថានិយាយថាគាត់មកគេត្រូវគេបញ្ជូនមកឲ្យរៀនសូត្រកាត់ដេរនៅភ្នំពេញគិតពីពេលនិយាយទៅដល់ពេលគេសម្រាប់ចន្ទថាហ្នឹងពេលនោះរយៈពេលតែមួយថ្ងៃSo the day before you said you saw her killing, she said she was going to Phnom Penh. Is that correct? Ban khơi kê sầm lạp chăn thá, cứ thăm buổi ngày muốn nắng chăn thá ban dậy thá, cọt nằng trâu kê bình chún tới đến cắt đêm ở Phnom Penh, trầm trâu đại địa tế. Trầm trâu. And did she say who told her that? Hai tá chăn thá miên. Who told her that she was going to Phnom Penh?អ្នកណាដែលជាអ្នកប្រាប់គាត់ថាគាត់អនុត្រូវគេបញ្ជូនទៅឲ្យរៀនកាត់ដេរនៅភ្នំពេញ អត់ដឹង What exactly happened? She said she was going to Phnom Penh.តើគាត់និយាយអ្វីឲ្យជាក់លាក់ជាងនេះទៅទៀតដែលថាគាត់នឹងត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅកាត់ដេរនៅភ្នំពេញនោះមាននិយាយជាក់លាក់ជាងនេះទៅទៀតមានតែកងច្រឡាប់ទាំងអស់គ្នានិយាយពីមួយទៅមួយប្រាប់គ្នាគូរហូតដល់ចន្ទាគូគេនិយាយថាខ្លួនគេបញ្ជូនឲ្យទៅរៀនកាត់ដេរនៅភ្នំពេញ And did you see her leave? Did she go voluntarily someplace or លោកបានឃើញគាត់ចាក់ចេញទៅទេឬក៏គាត់ធ្វើដំណើរទៅណាដោយខ្លួនឯង The moment you said she was killed.ว่าคือถ้าหมุนไปก็สำหรับมุนทั้งไงได้ก็สำหรับกฎตัวนั้นตาลูกมีบ้านเคยจันทานูไอการทานกลางยาได้ตีเกิดเจงปีกลายจะลัดขยมโกเกบรรจูนเตยกลายเวิร์ดw
But did you see that? Or did you conclude that because you saw the next day? The what ឬក៏លោកសន្តិឋានទេចេញដើរពីកន្លែងកងចល័តខ្ញុំតម្រង់ទៅវត្តWhat about her grandparents ចុះយាយតារបស់ចន្ទា What happened to themមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៅដល់ជីដូនជីតារបស់គាត់អត់ដឹង Were her parents were her grandparents called តាយាយតារបស់គាត់នោះឈ្មោះតាខុតយាយហៃនឹងមែនទេមែនThere is a witness មានសាក្សីមួយរូប who says ដែលបាននិយាយថា that is a document E3/7685 Mr. President on the last page ត្រង់ទៅចុងក្រោយ that the grandparents ដែលថាយាយតារបស់ចន្ទា were killed one day ត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលThe Vietnamese came one day before 7 January 1979. ខ្ញុំឮតែគេនិយាយHave you heard from others?តើលោកមានបានឮពីអ្នកដទៃទៀតថាមានថាមូលហេតុអ្វី allegedly killed បានជាNovember 78 and her grandparents one day before ខែវិច្ឆិកា 1978 ហើយជាយាយតារបស់ចន្ទាសម្លាប់មួយថ្ងៃមុនថ្ងៃ7មករា79អត់ដឹងJust to be sure, you knew at the time Chanta's grandparents. You knew who they were. You had seen them before. Is that correct? You knew who they were. You had seen them before. Is that correct? You knew who they were. You had seen them before. នៅក្នុងភូមិនោះខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ហើយក៏ខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅលេងអង្គុយលេងនឹងផ្ទះគាត់ពេលខ្លះខ្លះNow let me go back to the day that you said you saw these executions. You said that they were given permission to visit your family. Who was it that gave you this permission?To leave your mobile unit and go visit your family. ចាក់ចេញពីកងចល័តទៅលេងគ្រួសារនោះមិនមែនជាប្រធានទេគឺយុវ័នគ្នាឯងសុំគ្នាថាមើលអញសុំទៅលេងផ្ទះវើយនៅកន្លែងមើលទីកន្លែងសុំទៅលេងផ្ទះ1ម៉ោង2ម៉ោងយប់បន្តិចមកវិញប្រាប់គេអញ្ចឹងMaybe I misunderstood you, but I thought you said before the break that you had asked special permission to leave the place where you were sleeping to go visit your family. Is that correct? Is that correct?
trâm trâm. And who was it that gave that permission? Was it mobile unit? Yuvan đôi khnề. Was this a special request from you, or was it the 10th day that you would normally have? Three days. Do you recall why it was only in the evening? When it was already dark. Just for the evening and the night, and then in the next morning you return again. Is that how you stand? I'm going to go to the next morning. Hơi nhom từ lên nó của mình bàn dù đà dục ngặt thì cứ nhom từ lọp mà tì cái lại như vậy. Do you recall the name of the chief of the youth who gave you this permission? And just to be sure, your friend found that same request to visit his family that evening. Is that correct? Now, yesterday, you said the following. Since I was suspicious, I invited my friend You cannot recall that you said this yesterday, or you cannot recall that you told your friend that you were suspicious. Let's talk about your friend.
You said you were scared that she was an adult, and therefore you were able to see things. Is that correct? You were just young, 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 Do you remember how much older he was than you? I have in front of me, Mr. Witness, his testimony, and it seems that he was only 2 years older than you at the time. He was born in 58, whereas you were born in 1960. So isn't it true that your friend was only 2 years older than you? ប្រកាសទេថាតាត្រឹមត្រូវទេថាមិត្តរបស់លោកគឺអាយុចាស់ជាងលោកតែ 2 ឆ្នាំទេខ្ញុំមិនបានសួរគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្មានអាយុគាត់ប្រហែលជា 6នេះខ្ញុំស្មានទេ Maybe there's something with the translation. But 60 years old is very old, isn't it? ពេលនោះនឹងវានៅមកពេលនោះបើនិយាយពីប្រៀបធៀបវិញខ្ញុំ18គាត់ដូចជាប៉ាន់ទៅដូចជា chit sam no chamna that could be but he was only 2 years older than you. Did he look very old? ក្នុងចម្លើយនេះគាត់អាចថាអាយុបងលោកពី2ឆ្នាំទេលោកមើលមើលតូននឹងគាត់នឹងមុខនឹងចាស់មែនទេណីមុខគាត់ចាស់រាងក៏ចាស់ជាងខ្ញុំ Council, just a short clarification because I was as confused as you were from what translator just told me and I stand to be corrected for the record. When the witness mentioned the age of 60, he was referring to his age today. So the age this person would have today. ដែលលោកសួរថាមិត្តរបស់គាត់អាយុប្រមាណហ្នឹងគាត់ឆ្លើយថា 60 ហ្នឹងគឺ you can clarify គឺ សំដៅទៅលើអាយុ 60 នេះគិតមកដល់ថ្ងៃនេះទេលោកមេធាវីមេធាវីកូពេជាការពិត just ask you a question about your friend you were happy that your friend was there because he was an adult ខ្ញុំសួរទៅលោកអំពីមិត្តភក្តិរបស់លោកកាលពេលនោះគាត់ថាពេញវ័យ you know how old your friend was at that time when you were together ក្នុង របប នោះពេលលោក នៅ ជាមួយ មិត្តភក្តិ របស់ លោក នោះ គាត់ អាយុ ប្រមាណ ដែរ នៅ ពេល នោះ នៅ ពេល នោះ ខ្ញុំ ស្មាន អាយុ គាត់ ប្រហែល ជា 73 ពួកគាត់មានវ័យចំណាស់ជាងខ្ញុំ
You've been asked about the period of time that you said you were witnessing these events. Try to remember one last time from when did you witness these events? What time in the evening? Another witness who talks about the events said that Mr. President, E3, /7685 on the third page, that she couldn't see anything because, quote unquote, they forbid the people from walking nearby. Is that something that you remember as well, that people were forbidden to walk close or nearby the pagoda? But you never encountered anyone who said you can't walk there. Is that correct? Is it correct, Mr. Witness, that present day there is no stupa at the pagoda containing of bones and skulls? Difficult question, I realize, but do you have an explanation for the fact that at the pagoda you described no official killing site was located by an organization called DC-10? C'est évidemment une question qui incite le témoin à spéculer et donc elle devrait simplement être rejetée. I realize it's a difficult question. Let me try to rephrase. Mr. Witness, have you ever been part of ceremonies after 1979 during which you were able to see remains of the alleged victims?
សាស្ត្រាចារ្យមកអត់ទាន់ឆ្លើយតបសូមជួយត្រាប់ប្រញ្ញារោអន្តរជាតិ Je crois qu'avant de poser cette question, l'avocat de la Défense devrait établir où se trouvait monsieur le témoin après 79. Est-ce qu'il résidait toujours au même endroit? Est-ce qu'il aurait eu l'occasion de revenir ou d'assister à ce type de cérémonie? Si cela n'a pas été fait, je ne vois pas comment le témoin pourrait répondre. So witness, have you ever heard of any ceremonies during which remains of the alleged victims could be seen? ដែល គេ រំលឹក ឬ ក៏ ថា ពិធី បុណ្យ មួយ ដែល គេ នាំ គ្នា ទៅ នោះ ទៅ ឲ្យ ឃើញ សំណល់ សាក សព នោះ ទេ លោក ធ្លាប់ បាន ឃើញ បាន លឺ ទេ ពេល ដែល វៀតណាម ចូល ស្រុក ឆ្នាំ 79 វៀតណាម ចូល បើក រដ្ឋ ក្រោះ បាន មក ដល់ ប្រទេស កម្ពុជា មួយ យប់ ព្រឹក ឡើង ខ្ញុំ សុំ ម្ដាយ មីង ខ្ញុំ ទៅ នៅ ជាមួយ លោកពុក ខ្ញុំ ឃុំ កំពង់ ឃ្លាំង វិញ Very well, no problem. Mr. Witness, my last question to you. Isn't it true that in fact you never witnessed an execution or any execution, but that you heard the story that this happened from the chief of the village? I will do it more simply. Mr. Witness, I put it to you that you never yourself actually witnessed an execution or the execution of Chan Tha. Isn't it true? What isn't true? មិនពិតយ៉ាងម៉េចលោកខ្ញុំព្រោះបានថា ខ្ញុំ ធ្លាប់ ឃើញ នៅ ទី កន្លែង នោះ វា ពិត ប្រកប មែន Thank you, Mr. President. បាទខ្ញុំអរសំណួរហើយសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណជាបន្តនេះផ្ដល់វេទិកាជូនទៅក្រុមមេធាវីការពីក្រីលោកខៀវសំផនដើម្បីមានឱកាសតាំងសំរួលដល់ចំពោះសាក់សៃរូបនេះសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពអរជំរាបនឹងពាក្យគីសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សៃខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់បន្ថែមទៅលើកងចល័តរបស់លោក តើកងចល័តរបស់លោកជាកងចល័តអ្វីដែរលោកអាចបញ្ជាក់បានទេកងចល័តរបស់ខ្ញុំគឺកងចល័តភូមិសម្រាប់ច្រូតស្រូវពេលច្រូតស្រូវហើយគេឲ្យទៅលើកភ្លឺស្រែគោគេឲ្យទៅលើកភ្លឺស្រែតែប៉ុណ្ណេះ បាទសូមអរគុណតាកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលលោកបានឃើញការសម្លាប់មនុស្សនោះគឺនៅពេលនោះកងចល័តរបស់លោកធ្វើការអីដែរពេលនោះខ្ញុំភ្លេចយូរពេក បាទសូមអរគុណ
Look, Cham Tha, no Knong, Gong Chalat Rabah Lok, Nung Yen Sama Chik, Paman Nya Thế. Dù bê tới gốc nhóm chăm mình chá bạc đá phải chỉ một phí xam sắp nẹ lơ. Lúc chăm bì thân đặc đất nôm con chá lạc bỏ lô tế thà nẹ ná mình chá một ấy. បាទខ្ញុំអត់ចាំទេយូរឆ្នាំហើយទៅលោកចាំឬក៏ស្គាល់អ្នកណាដែលជាសមាជិកនៅក្នុងកងចល័តរបស់លោកនៅពេលនោះហើយដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតសប្តាហ៍ណាដែរទេ Vì bữa đôi nhóm bỏ xài việc môn thà Bê Việt Nam châu ban chùm nôn tài Và nóc nhóm có tới nơi cho mùi lập bốc nhóm có buồn khliang vinh បាទសូមអរគុណតាកតងទៅនឹងទីតាំងកងចល័តរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់កន្លងមកថាកងចល័តរបស់លោកមានទីតាំងនៅខាងជើងវត្តខ្សាច់លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រហែល200ម៉ែត្រខ្ញុំចង់សួរថាទីតាំងនោះជាកន្លែងធ្វើការឬក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ស្នាក់នៅ Tí tăng nó cứ chia cầm lại sạc nở để bê thơ ca dương nằm kia tới thơ đôi chỉ trâu tới sài tới Bà cho cái lãnh thơ ca nơi ngay bị cái lãnh để lộ sạc nở nâng bà màn đấy ព្រោះសម័យនោះអត់ទៀងជួនកាលគេឲ្យទៅធ្វើការនៅចម្ងាយមួយគីឡូឬមួយពីរគីឡូទៅជួនកាលកន្លះគីឡូពីរកន្លែងស្នាក់នៅក៏មានដែរបាទសូមអរគុណ នៅ យប់ មួយ ដែល លោក បាន ឃើញ ព្រឹត្តិការណ៍ នៃ ការ សម្លាប់ មនុស្ស នៅ វត្ត ខ្សាច់ លោក ចាំ បាន ទេ ថា សមាជិក ក្នុង កង ចល័ត របស់ លោក ផ្សេង ទៀត ក្រៅ ពី លោក ហើយ នឹង មិត្តភក្តិ ម្នាក់ ទៀត របស់ លោក នឹង គេ ធ្វើ អី ដែរ នៅ ពេល ដែល លោក ចាក់ ចេញ មក Ất miền thơ ổi tí, xâm ra. Bà xâm ổ cún. Xâm lúc bình chế ẩm pi phùm. Đại lúc thà lúc miền bóng nón từ linh tiết ra bỏ lúc nâng. Phùm đại lúc nữ. Đại lúc trời tư nâng chung phùm ấy đại. Phùm Diền Lúc ai bình chạy vì tì tăng cho bà loa Chịp tiết ra bao lúc đại lúc trời tư nâng nơi trăng cả lại nát nơi nông Phùm Diền nâng Châm nói nô Đã tư bì con chân lạc tư miên chẳng ai đá Cái nhóm xa màn mình trời tế
ក៏ប៉ុន្តែដល់ផ្លូវវត្តដើរតាមផ្លូវវត្តទៅកើតបានទៅដល់ផ្លូវថ្នល់ភូមិនោះក្លែងតំណក់ដាច់ផ្ទះឆ្ងាយក្រិនបានដើរលបូតទៅលិចត្បូងបានដល់ផ្ទះខ្ញុំ លោក អាច វាស់ ចម្ងាយ បាន ទេ ពី ចម្ងាយ ពី កន្លែង កង ចល័ត ឬ ក៏ ពី វត្ត ទៅ នឹង ចម្ងាយ ប្រមាណ 100 ម៉ែត្រ ឬ ប្រមាណ គីឡូម៉ែត្រ ដែរ ខ្ញុំ ស្មាន អត់ ត្រូវ ទេ មាន 2 ខណ្ឌ 10 10 10 10 លោកបញ្ជាក់អមិញថាមានផ្លូវនៅខាងកើតវត្តតើខាងកើតវត្តនឹងជាខាងក្រោយវត្តឬមួយក៏ជ្រុងយ៉ាងម៉េចនៃវត្តលោកអាចបញ្ជាក់បានទេផ្លូវដែលលោកត្រូវដើរទៅផ្ទះរបស់លោកនឹង វត្ត នោះ ផ្លូវ វា មាន 2 ផ្លូវ 1 មក ពី ថ្នល់ ជាតិ ចូល ក្នុង វត្ត ផ្លូវ 1 ទៀត ចេញ ពី វត្ត ទៅ ភូមិ ខាង កើត បាទ សំណួរ របស់ ខ្ញុំ ផ្លូវ ដែល ចេញ ពី វត្ត ដែល លោក ដើរ ណា ផ្លូវ ដែល លោក ដើរ គឺ ផ្លូវ នៅ ខាង កើត វត្ត ហើយ ខាង កើត វត្ត នឹង គឺ ជា ខាង ក្រោយ វត្ត តើ អញ្ចឹង ត្រឹម ត្រូវ ទេ ចាំ អត់ ច្បាស់ លោក អាច បញ្ជាក់ បាន ទេ ថា វត្ត នឹង បែរ មុខ ទៅ ណា ផ្លូវ ចូល ខ្លង ទ្វារ វត្ត នឹង បែរ ទៅ ណា ចូល ខ្លង ទ្វារ វត្ត ទៅ ពី ថ្នល់ ជាតិ ចូល ខ្លង ទ្វារ វត្ត បាន ដល់ កណ្ដាល វត្ត ផ្លូវ ចូល ចេះ មក ដល់ កណ្ដាល វត្ត បាន ផ្លូវ ទៅ នេះ ទៅ ភូមិ លោក អាច បញ្ជាក់ ពី ទិស បាន ទេ ផ្លូវ ចូល ពី ថ្នល់ ជាតិ ទៅ នឹង ចូល ទៅ នៅ ទិស ខាង ណា នៃ ផ្លូវ ជាតិ ហើយ លោក អាច បញ្ជាក់ ផ្លូវ ជាតិ ណា មួយ ផង ខ្ញុំ មិន ច្បាស់ បាទ សូម អរគុណ លោក បញ្ជាក់ ថា មាន ផ្លូវ នៅ កណ្ដាល វត្ត ហ្នឹង នៅ ខាង មុខ បរិវេណ វត្ត ឬ មួយ ក៏ នៅ ចំ កណ្ដាល ផ្ទៃ នៃ វត្ត ផ្លូវ ដែល ឆ្លង ទៅ ភូមិ ផ្លូវ នោះ កាច់ រៀង ចនិត ទៅ ខាង កើត ខាង ត្បូង ផ្លូវ មក ពី ថ្នល់ ជាតិ ផ្លូវ នោះ មក ពី ខាង លិច ខាង ត្បូង ចូល វត្ត ចុះ ផ្លូវ ដែល លោក ដើរ នឹង ជា ផ្លូវ ណា មួយ ជា ផ្លូវ នៅ ខាង កើត ឬ ក៏ ផ្លូវ នៅ ខាង ផ្លូវ ជាតិ ពេល វេលា នោះ ដែល ខ្ញុំ ដើរ ទៅ ផ្ទះ គឺ ខ្ញុំ ដើរ ខាង កើត វត្ត ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ ដើរ នឹង ផ្លូវ ទេ ព្រោះ ផ្លូវ នោះ វា កាច់ វាង ឆ្ងាយ ពេក ចុះ ខ្ញុំ ដើរ កាត់ តាម វាលស្រែ ដល់ ពេល ទៅ ចេញ ចំ ផ្ទះ ទាំង ម្ដង
Ba som okun. Lok aich banchea ban te tha neu yop nu lok ban te dop tia te. Khnyom te dol. Mien na neu tia te. Mình mìa khá nhầm nơi tiền. Lúc ai bắt chú mùa bán thế? Lúc mìa khá nhầm chú mùa chuẩn. Mà đài mình khá nhầm chú mùa khơn bần đại cực. Slap dù rồi. Bộc mìa lúc nơi ruột thế? Bộc mìa khi nhóm sắp ngày vì chúm nạ nơi ruột thế còn tại chắc lặng. Bà sư mạc quân, lúc miên bàn nì dây rương rau đại lúc bàn khơi nâng prap từ bộc mìa nâng bà đại mình rồi bỏ lộn nâng thế? Ất bàn này gì ấy? Lúc biên chăm tha hát ấy bàn chìa lúc mình bàn này dây prap. Mà đại mình bụng mìa bỏ lộn thế. Xã thay mà toàn loài tốp, xung chơi thạp đến nhà rồng ăn tạ chiến. Je n'ai pas eu le temps de me lever pour la réponse précédente à cause de la traduction en français qui prend du temps, mais je ne pense pas que l'avocat ait établi que le témoin se soit rendu chez son oncle et sa tante après avoir assisté aux exécutions. On doit d'abord savoir s'il y est allé, soit avant, soit après les exécutions. Sinon, cette question évidemment n'a pas d'intérêt. Khnyom mình đăng tha khang thiệt sao bà rang sẽ đáp lý dạng mách bằng tay khnyom bàn su rụi hai xong nô này bà. Khnyom xong to, xong nô tiết lục thiên. Bà, lục xạ xấy, khnyom xong mọi lục bình chạy âm pi ca thôi đầm nào rồi bỏ lục. Nó bê đại tranh pi con chả lát. Lục bàn chả lời mùi chùm nô rụi hai chùm pù bạn hàn ý là chúng chọn su bình chế bằng thám chụp bùn bịch phe mình nhé đài lục tư chỉ mùi lục ai bình chế pi mu là hai đam đến nom ở lục chạ chênh chỉ mùi bịch phe mình nhé rồi bỏ lục nâng bàn tế thà hai đấy bàn chỉ thua ở lục xong rồi chật thà từ liền tre nử dục nút. Nó bờ sân chỉ nhóm như ở chòm nằm mệt phía tờ rô mươn vô mà sáng ảo. Chia cầm nứt rô bó lốt rư cơ chia cầm nứt rô bó nẹ ná rư cơ chia ca bình chí lúc ai bình chí ạ? Chị bác bán thế. Chia cầm nết khuôn ai từng pi nịa xâm rạch nịa thả tờ rô mươn mà sáng ngào hồ. Miên bàn dây nịa thả tờ rô mươn pi cái lại nà thế, nước bê nắng. Ta tờ tiệc nhỏng. Chẳng miền này thà lộ tiếng pin nữa nó cứ trâu tư chỉ mùi khỉa, tàn chẳng trâm trâu thế. Trâm.
sum lok chlai sa lang vinh. Sum nu robos khnyom khnyom banchiak tha anchang mien nei tha damnao nang lok teu chmuoy khnia tiang pi neak nang keu teu pteah robos lok tiang pi neak. Trâm trâ. Cho nội dụng nâng mà nẹ đã tới cho môi lộn nâng bàn tự đọc thì bỏ lộn đại thế. Ốt chàm. Chứ lúc ai bình chạy bàn thế là lúc chạm bàn thà cô ổng nông để tự tiết nâng. Cứ đồng bây tự rộng môn dùng một sáng hộp nâng. Lúc chạm bàn đòi rộng biệp nạn đấy. Pro hát ca đè bê nhóm chênh thư đồng nà tự tự chụp nâng hát ca nô. Đó là nô, nhóm mơ hát ca nô rùi ọ. Là hốt đó nằm khỉa từ tỉa. Và chân nhóm xong xua dùm nô bằng tó. Chỉ trong bình chóp nơi bê để lô tật đọc tiếng lúc miền bàn chạm mòn màu thế. Rồi gồm miền bàn ngào mòn hộp thế. Tiếng pin nữa. Ọt. Bà xong ọc cún. Lớp nhóm xong mình chạy vì bởi tình ca đàn lộp bàn chôl tờ nâng ảnh lông cong. Tôi bố nhóm chọn ai lộp bình chạy thà ảnh lông cong nâng chia vậy đấy lộp ai bình chạy bàn thế. Lông cong nó đây cái hai lông cong cứ cái chích đầy chùm rư pì mai chiêng rư mùi của pì mai tơ bà lai vên nó cái hai lông cong hai chùm bùa lông cong mùi đại lộp bàn chô tự đào tự khăn ông nâng hai tự lộp mơ ca xâm lập mà nụ nâng. Miền phụ vãnh của màn đá hay lông nâng bị chập đang bị cái lại tì tăng ná là hốt đo tì tăng ná đá. Lông cong nó bởi như cái rừng phụ vãnh thì nhầm ọt đằng xa màn bần tài châm rư vậy chi mà mất chiến nhầm châu tới trâm này. Hồi nơi lờ lông cong nó cái đạ thiêng đồn mà thiêng mà thiêng 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 mà bốt rồi. Ta từng bị lờ mượn lông. Cái nhóm châu là ta cái nhóm đá ao 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 tâm rồi. Châu là ta mời. Bà lúc mình chạy thà châm râu trâm này mà những bà chìa kháng bà tệ chả răng mà anh cọt bàn thế. Lúc anh bình chạy bì châm râu chìa mát bàn thế. Rồi có ai trâm na lúc bà priệp thiệp nâng riêng cài bỏ lúc. Hai chi mà mất cả lạc. Bà xong hả cún. Lớt nhóm xong như vậy ông bị chứng kiến mang xong đại lục thà lục bàn khơi cái đạn nơi kháng cửa ông đồng bộ. Lúc anh mình chạy
chỉ kiêng nâng nhìn bà mạng đáy. Miền mùi. Tùm hôm chẳng kiêng nâng rư gò cầm lăng chẳng kiêng nâng lộng đăng tới thà viên miền tùm hôm bà ná. Ốt chết màn. Bà, cho bình lưu rồi bảo vệ vĩnh. Vì chiếc bàn bình lưu đại dương ảnh mơ khơi nâng bình nạ đấy. Rồi hai bà màn mẹt chanh màu kháng khả ứ, vì chân kiến. Chú cầm buộc bình nọ. Bình lưu đại chiếc mơ chiếc bà. Pram mẹt cứ chiếc bà chiếc rành rành. Tại lúc dây thà 5 mét bì chứng kiến cứ ảnh mơ chứ bà, chẳng trầm trời tế. Trầm trời. Bà xin mọc cún. Nước bê đài lúc chôl từ cái bài vọt tàm anh lùng con nó mất phép mà nè đại tư cho mùi lộn nó nơi chọp cho mùi lộn nơi bài lộn chỉ nếch rưu có miền bê là mùi đại bài khả nhiệt đại lộn ảnh bình chạy bán thế trong này lịch lúc ban bệnh chuyện khẳng đá ấm thà lúc cặp bệnh được về đại châu từ mơ đến lúc có miệng rầm phê khai đá bàn tay đại xa miền mình được chạm nhé để từ chỉ mùi đến chỉ mình được chả đối với này lúc có miệng rầm cọt đá từ chỉ mùi khi trong xu bệnh chuyện lúc vì cả châu từ lộ mơ nắng nhẹ nát trên nhẹ châu mụn rư cơ ai thà nhẹ nát trên nhẹ nòm mục đồng ca châu từ lộ mơ nắng miền chết từ tầng ngọc khnề rồi lục trăm này là đào môn đào mục thế lịch à bà số một cún mình đã từ chỉ môi lục nắng lục trăm pì tu nịt tì rồi bỏ cái nước non con trở lại rồi bỏ lục đại thế ọt chạm ta quát chia sự mà trước mà nẹt này con chật lặn rồi bỏ lộ đại thế quét chia sự mà trước đại có bên tai quét miền cù sả chỉ tu tới quật nơi sầm rạ dụng nơi các bài vọt chỉ mùi nâng cồng còn trở lại nâng đại tế rồi bị càng nghĩa
Kraoy pi ka ngie ot tieng chun kal ko keut teu samra tia chun kal keut samra neu ti kalaing kong chalat ka pia thoe mich kom aoy khos pi ka ngie krauk aoy tuen. Ba som okun lok ban chlai che chraun tiet tong ning chmuoh chantha che pisah lok ban riep rop ampi ka samlap chantha ni khnyom chong su banchea lok tha neu pe dai lok meul khoeng lok tha lok meul khoeng chân thá tới khi sầm lấp đòi việc buôn hai chấm lại bỏ lốt thà khi vô chướng vô mà bẹ nâng sma nâng co nâng càng lớn nè một nâng việc ta khi chấp phương chân bị cát lốt ai bình chạ bàn tết thà sẽ cầm một phim chẳng mấy đại lốt bàn khơi nhở ពេលហេតុការនោះកើតឡើងខ្ញុំឃើញគេចាប់មាត់គេញុកកំមាលើកជើងសាងខាងពាក់លើកញ្ចឹងកដល់ពេលគេវះវះឯចឹងខ្នងនោះនៅពេលដែលវះឬក៏នៅពេលដែលមានសកម្មភាពសម្លាប់ឈ្មោះចន្ទថានឹង Ta mất mà nẹ đã tới chỉ môi lộn nơi trăng nà đấy. Ất chạm. Lúc ban bình chạy khẳng đá ông bị mật xa mảnh thà cân lãnh đài l... kê sầm lập vì nâng đầm bóng chung phô nẹ đọt tay tiết xếng hay cần lãnh đại kê vẹ dù bảo mặt chân thà nâng cực xếng cần lãnh khó khní bà nâng kê tiếng chân thà tới cần lãnh xếng bị bố tam sạc khay cam rộ bỏ lốt tham liên tay chân thà mẹ tế đại kê vẹ dù bảo mặt lúc ách bình chạy bì chậm ngay bật bạc gọt bàn tế thà chẳng ngay bị chẳng kiêng mang sóng nâng tới gần lại nhà chẳng tha để kì viết nâng miên chẳng ngay bảo màn mẹ. Chẳng ngay bổng phốt bổng mùi mẹ. Nơi khang ná này lốt, mọc khang kia lốt, rồi gọi tới chân ai bị khang lốt bình. À toàn, còn bà toàn thì lời. Mà khang mượt lùng mà nè. Bà xong hồ cún. Lúc bàn bình chạy vì bực mình phòng đá thà nẹ đại trời kì vô tờ xâm lập nâng cư kì xâm lập nơi chân ai bị khí nìa. Bà này thà kì mình xâm lập chả ăn khí nìa khăn ông bêl tại mùi thì bà này thà kì mà nẹ kì xâm lập mà nẹ nhàng tớ mà nẹ nơi rộng chạm nâng cư nơi chân ai bị khí nìa bị khí lãnh đại trời kì xâm lập. Ta chẳng ngay bị nẹ đã xâm lập hay nâng chẳng ngay nẹ xây tiết nâng miên chẳng ngay bị khí nha bảo mạng mạng đấy lục ảnh chạy bán thế.
ពេលនោះចម្ងាយពីលងទៅកន្លែងលបងវត្តប្រហែល10ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រអ្នកដែលបណ្ដើរយោមកនៅក្នុងលបងវត្តហើយលបងវត្តនោះគេបិទបញ្ជិតទុកតែប្រហោងសម្រាប់ចេញ តែមកខ្លួនអត់មានមើលឃើញបាទនៅពេលដែលលោកឆ្លើយជាមួយនឹងលោកចក្រមឡាវែងមុននេះលោកថាពីកន្លែងលោកទៅលោកមិនអាចមើលឃើញហាវត្រៃអាគារហាវត្រៃកន្លែងគេឃុំខ្លួនមនុស្សទេដោយសារមានរបងបាំងហើយមានកម្ពូតព្រៃផង ខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកអាចមើលឃើញមនុស្សដែលត្រូវគេបណ្ដើរចេញពីកន្លែងឃុំខ្លួនគឺអាគារហោត្រៃនោះដែរទេ អត់ ជលោកមានស្ដាប់ឮអ្វីដែលទាហានឬក៏យោធានិយាយជាមួយនឹងយោធាឬក៏និយាយជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវយកទៅសម្លាប់ទាំងអស់នោះទេ ឮដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឮតែសំឡេងយើងមិនអាចស្ដាប់បានបាទអរគុណខ្ញុំសួររំលងទៅមុខបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងរណ្ដៅលោកបានបញ្ជាក់មុននេះថារណ្ដៅ មានទំហំ5ម៉ែត្រ4ជ្រុងនិងមានជម្រៅ3ម៉ែត្រតើលោកដឹងពីជម្រៅរណ្ដៅនឹងដោយរបៀបណាបានលោកអែមជាបានទេ ខ្ញុំដឹងតាមចាស់ចាស់អ្នកភូមិនោះឃើញ មានន័យថាមានចាស់ចាស់និយាយប្រាប់លោកតើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវទេ ត្រឹមត្រូវ លោកចាំបាននរណាគេទេ ឈ្មោះអី ចាំមកបានទេព្រោះយូរហើយតាំងពីចិត្តប្រមូលមកដល់សពថ្ងៃវាយូរឆ្នាំហើយខ្ញុំចាំមកបានបាទសូមអរគុណតាក់ទងទៅនឹងអាគារហោត្រៃខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកធ្លាប់ឃើញអាគារនោះ ពីមុនឬក៏ក្រោយពេលកើតហេតុនៃការសម្លាប់មនុស្សនៅបរិវេណវត្តសាច់នេះហើយដែរទេ ធ្លាប់ឃើញមុន
lúc mình ai bên chợ pi tụm hôm à khi họ trai nâng bàn thế bận đói tụt từng bao màn mệt bên chợ ở bàn này màn ở trời bà, trước khi trong su bệnh trẻ mình thay tiện tôn tình nâng chấm luôn mình luôn đại lục thà à, tới khum luôn được nông hào trai à, khi hào trai đủ pi à, bay rồi tới buồn rồi nhẹ nó tam sắc khí cam đại lục bàn có đòi trong cõi tao chấm luôn đi lục bàn mộc pi nà chấm nôn nè nhom lư cha cha cất nị dây cất nị dây rìp rập thà dọc mau bị phum nè kla bị phum nô kla bị phum na nô kla krup phum cha cha cất rìp rập ở nhom sđap bạn sớm học cún chúng nó không sắc khí cam ở bờ lục vì đam đại lục bên chợ thà lục bàn lư sầm rai vì không vót hay lục màu mờ nú bàn lục tam đàn mờ nú anh đang chia po đồng miền bứt rư bôi cò miền ca phòn cho lòng vì pro không nói về miền này pì thì mối cứ lột chân pì con chả lát đầm bay từ đáp tam sầm từ mưa tam sầm rái để chân pì vọt để lột bàn mình chả tha sầm rái nếu cứ chân pì cái lạnh khum khluôn nơi không nông kia hào trầy còn tái nơi không nông rồi bài ca rồi bỏ cái giờ lấy sạch cho con sự kết ai cứ xa đi pi rồi xam sợ pi lừa cao sợ prám tam cũng được bằng bụi được nông ai cứ xa ní vì mình chạy thà à kia hào trái nó vì nữ khẳng cao vọt cứ phải khẳng cát đài nữ khắp bái tới nâng cần lấy đại lục nặng nơi mình cứ bà hai bờ sinh trên lục tha tam sắc khí cam bờ lục tha pi rồi mai pi vót bà này tha kia nó viên nơi chết lục chiên nơi chết cần lấy đại lục nơi nông con chật lạnh cho hai đấy ban chia lục đa màu khẳng một vịnh mình từ đập mưa cần lấy đại miền sầm lên trên đại lục sang say pi đầm bốn คลายยังไม่ลูกอายมันเจ็บบานเต้พี่บัวลูกขังดาวมนทาลูกจังดังพี่สมเลยนั่งวิมีนเรื่อยกะล้างวันลูกจังติดตามดานมือปันใต้ลูกเนื้อเปย์ได้ลูกทัวร์ดำน้ำมันเป็นติดตามสมเลยเต้คือไปจ้าพี่สมเลยมาเป็นลูกอ้ายมันเจ็บบานเต้พอได้ขยมดาคือมันอายดาตะจิตบานเต้ขยมดากรายระบองเบือดโหดดอลตะหูพลอยเบือดตะกายโนบางขยมฉบจำสดับ
chúng ta sẽ khai cam rồi bỏ lô lò màu ní khi ông khơi thả miền cô đã bay khỏi nia tí mối cứ lục tranh pi con chật lát đầm bay từ tám đạp sầm lên đại tranh pi vọt để xa lưu sầm lên sậy hay đại lô sơn thả thả miền kia tràn miền núi tràn được nông vọt tí pi lục thả lục sầm chập bắp kế đầm bay từ lên tiệt hai trong cõi nơi bây giờ lục lao dùng mười nhóm lục thả cô vòng non mềm tén cứ tự chạm món dùng mà ngào hộp chân lục mình chạm mới ca để lục tranh pì con trở lại nó cô vòng non bật bật con nó mùi nè cô vòng non bật bật con để nhóm tự tiền này tí mối khi nhóm lưu xùm lên bàn tay khi nhóm bộ bộ khí nha tập tiền nó rối bị lưu ra hơi đó về giúp nó khi nhóm riêng nâng tới đa tới cứ chụp xùm lên đòi chạy đòn bà sư bà cún nước bê đài lục trạ tranh vì cần lại vọt sạch cần lại đài lục lộ mưa ca sầm làm mà đu lục chạm bàn tết hà mua là hạt ấy đài lục trạ tranh ta không chọn nòng lục từng pì nẹt nắng nẹt nát cho nẹt vào bùa ao trạ tranh xong mà đồng tiền xong nua bọc nhóm xua lộ tiện tôn từ nâng ca đại lộ tranh vì ca lộ mơ ca xâm lạm ở nút nơi vọt sạch rồi lộ bàn bằng chạy thẳng đam tha lộ bàn từ lộ mơ nâng dạy bê mùi mau hay gọi máu bàn chênh nhóm chóng đăng tha hạt ấy bàn chênh hay ta mấy cơ lộ mình mơ to là tiết của lúc thà sẽ cầm một kiếp sầm lặn mình toàn chọc tê hai bờ chân nâng lúc miên khnhiệp pì nẹt chân nẹt ná chân nẹt bồ nẹt ná ở chân nửa bên luôn chăm một bàn bà sống một con lục dạ sấy lục của thiến nhưng bỏ sầm nuôi bà hãy xã mạng ca đạp sạch cầm xã xây xuyên xuân đó là bình bàn đó tìm mình chọc hơi ông chúm đeo ổ quân lục súng đại bàn chúm này bởi lý đồ miên đồng lấy một đạo sạch cầm cho bùm bốc ông chúm đeo nông thân ạ xã xây nông dạ bình bình ngay cơ lòng bóng đi hay sạch cầm bảo lúc nâng ai dự rùm một phía cửa tiên nông ca xoay rào ca bất nâng được đây nì vật miên bảo lúc nơi vật tổ con lấy miên phía cho mạng chết hơi lục ai bơ lập được căn lâm nơi than rồi cơ cô đào nát để lục bằng lòng chọn từ bàn hơi là xôm lục chụp tay tầm nàng là ô miền trái sốc là sau đây đây nhầm ra nâng miền sốc ở phía là ô hay mình trái là ba tà cá tầm lòng tầm bồ dì môi nâng bọc cơ lực để ông ở phía con phía xã xây nâng nhầm miến nông ca chun lục xiên súng ở bơ lập được căn lâm nơi than và quát rồi cơ cô đào nát để quát miền bằng lòng chọn từ bàn hơi xã mạng ca là thằng ngày ní đó phê chụp tầm ra hơi ông miền bạc phá á kênh châm ra ca xã mạng ca rập ngày ní trầm ní สามนาคาลึกแต่มันต่อทวนทั้งไงจันตีสามทับใครบริจาคชนะไปปอนด์ดับพรำจับดาวไปมองบนบนพฤกษ์โดยได้องค์ยมเรียบมันปากกาจมเรียบยุนเพื่อกี้กาปีทั้งไงตีมาเพย์บมวยใครตัวละชนะไปปอนด์ดับพรำรวยมาให้ให้สามนาคาได้หนึ่งต่อทวนจับไปทั้งไงจันตีสามทับใครบริจาคชนะไปปอนด์ดับพรำข้างบกนี่คือมันต่อสนับตะไคกรรมสะใสดาวมันดังรับประเด็นนี้หรือองค์ให้จอดประกันกาประพฤติหรือกรมมนุษย์เชียโกดาเชและจมพัวชนชิดเวียดนามให้องจมแรกหนึ่งจมเรียบจุนดำนังดาเพกีเปะป้อนปีบัญชีชั่ว
nâng lập đạp đôi này cả sát đạp tập khai cam sát xây đàm bà nâng rập vì ní nếp bê xong trọc chắp chắp càng mục ní bàn tòa bì ông dùm rè bàn tờ tùl bò rà miên chạy lẽ bì ông cập hiếp công bìa sát xây nâng nghệ chùm ní bì là tập hiếp này cả ai nâng mộc đạp tập khai cam bàn rồi bọc sát xây đàm bà nâng rập vì ní đẹp bẹp bòn hay xông bì kì chiếp nâng ngài chơi châu rùm tam bê bì lễ bàn cầm nọt ní hay ประกอบឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោតនៅពីរូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ